Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Sa Đức Huy đang có mặt ở vườn của anh Hùng Huy Đốc quý vị nhé. Thì hôm nay đến thăm tư gia nhà anh Hùng Huy Đốc vào cái dịp đầu xuân thì ngắm cây cảnh rồi. Anh em chúng tôi đang chiêm ngưỡng và thưởng thức cái ly trà đứng ở phòng khách của anh Hùng. Anh nào cũng nhiều đồ cổ nhỉ? Cây, nói chung là cây thì nó phải đi song hành với nhau. Đã đam mê cây thì kiểu gì cũng phải đam mê đồ cổ, nhà gỗ. Hơi đồ cổ. Khổ. Thì em có 5 cái lọ đục giác là như này. Đồ cổ nhiều tiền. Đám nhiều, đọc cái xương môn của nó. Quý vị nhìn cái nội thất phòng khách của anh Hùng Huy Đốc quý vị nhé. Anh ơi, cái gì đấy anh? Xe ô tô. À thế à? Thế à? Ôi trời ơi. Thì đúng rồi. Anh ơi, cái này cái xe này bây giờ trị giá thế nào? Nhiều nó khoảng bao nhiêu? Người chỉ hấu đó, không phải người chỉ hấu đó. Không có, thị trường nó không có. Không có hả? Trong một ít có. Thế là cái hãng này là cái xe của gì đấy? Xe của Pháp, xưa Pháp. Pháp. Nhưng sao mới này anh? Thì người ta không đi, người ta chỉ treo thôi. Gì, có treo góc nhà. Đấy, chính cái hãng ô tô Peugeot của Pháp bây giờ là xe này này. Ui dồi ôi, xe mới này. Nhưng mà cái liên đại thì anh ơi. Không hiểu tao anh em mình nhỏ, nhưng mà phải người biết. Anh Hùng đang em cứ nói được. Người ta đòi 40 triệu phải mua vũ. Nhiều lúc nói tiền thì một cái lớp nhà cổ đó quý vị ạ. Nhưng mà chơi cây thì có những cái lớp nhà cổ này thì cực kỳ là sang trọng quý vị ạ. Người thủ nguyên là người nào đam mê cây cổ thì đều có đồ cổ ấy. Đấy, quý vị ra đây quý vị mới bất ngờ này. Bởi vì có một cái bể đá rất rất là quý. Bằng cái bể đằng sau thôi. Không phải đâu, bằng sao được. Bằng cái đấy được. Ui giời, đây đồ quý. Quá quý. Hôm trước Đức đi đến thì chưa có những đề con này. À chưa có đề con này. Chưa. Em tưởng là có ít rồi nhỉ? Quay hay chưa có? Khóc nước à. Cứ quay như này thì mấy giờ. Anh chia sẻ một chút về những cái đồ đá này, em không hiểu những đồ đá ở đâu. Hay là bạn Minh có hiểu bạn ngắm rồi theo cái cảm nhận nào? Cảm nhận thì nó đúng là thủy nguyên mình thì đây nó cũng là cái bể mà xuất xứ từ thủy nguyên mình luôn. Mà hiện tại giờ phút này thì cái bể này ở thủy nguyên thì nó vẫn đang là số 1. Bể đây ở cái bể to này hả? Ừ, bể này. Nguồn gốc nó cũng là gốc tích nó cũng là xuất phát từ thủy nguyên mình mà. Nên là cũng nói chung là anh Hùng là anh cũng có cái duyên là anh được sở hữu một cái tác phẩm mà anh lưu giữ được cái đồ mà nó có nguồn gốc từ thủy nguyên mình, không phải là thủy nguyên mà nói cả nước Việt Nam mình. Con này nó cũng hệ gọi là nói chung cái bể này thì cũng là cái bể mà được nhiều anh khó tìm đấy, đồ đá cũng là yêu quý, nó không phải là có thủy nguyên không đâu. Đục bốn mặt đi đấy. Đục bốn mặt nhỉ? Đúng bốn mặt mà cái hoa văn thì rất là sắc sảo, tinh xảo và
và nhìn trông nhìn có thần nhỉ, nhìn nhìn có thần. Bốn cái chữ ngọc quá đẳng cấp. Đúng không? Các em nhìn thực tế nghe lâu lắm. Đây nhìn nó đục nét hơn là gỗ. Đá là ngày xưa nó cụ đục nét hơn là gỗ. Đục nét nhỉ. Mà đục tứ vùng quanh hết nhỉ. Yeah. Tứ diện. Nói chung nó cũng là niềm tự hào của quê hương. Đây quý vị ngắm vùng quanh. Anh Hùng giữ được chứ vào người khác là không chắc giữ được. Vâng. Nhắc đến cái bài nói thì cũng là nhiều người biết đến. Vào người khác chắc là bắt đầu. Đây là cái cỡ trong lòng. Phủ bì là 1, 2, 3, 4, 5, 1 mét. Phủ bì 1 mét anh nhỉ? 1 mét lẻ 2. 1 mét lẻ 2. Số phong thủy ấy hả? Chắc cái độ 62. À, 62. Đấy, chỉ có một số bể đá thôi. Nhưng mà ai đến cũng phải suýt xoa nhỉ. Ai đến cũng phải kính nể. Giá trị nó bằng một siêu xe. Nó cũng suýt xoa. Mà là một con siêu xe đang làm đây. À, siêu xe đấy. Siêu xe. Người đang bình luận là bằng con siêu xe đang nằm đây đấy. Đúng là người nghề chơi thì rất là nắm công phu. Và phải chơi và phải hiểu cảm nhận được thì mới gọi là về những người chơi cây và những người chơi vẻ đá thì không ai không biết cái này. Bây giờ siêu xe nó còn mất giá. Giá theo theo ra cây hay là chơi vẻ đá thì không ai không biết con vẻ này. Siêu xe thì theo thời gian còn mất giá, chứ còn bể đá thì theo thời gian thì chỉ có tăng giá trị thôi, đúng không? Quý vị nhìn chiêm ngưỡng cái lớp nhà cổ của anh Hùng đó quý vị nhé. Chỗ này mà anh không lập mái là anh kê được mấy chục cây bonsai ở đây đấy anh Hùng nhỉ? Sân trước anh có cả sân trước sân sau, nó nếu mà kê thì còn được nhiều lắm, nhưng nó ít cây quá. Bây giờ lại một sân nữa này. Đây còn một sân đằng sau nữa. À giờ một cái sân đây. Ui giời ơi, đẹp quá. Sân sau là ngoài bài cây thì chắc là đấy, sân sau này nhiều tỷ lắm. Sân sau này bây giờ chỉ có dùng ở tiệp đây. Có tiệp ở đây thôi anh nhỉ. Biết anh bắn mái rồi, không đặt rồi. Không đặt. Nhưng bây giờ mái thì có thể là nếu có cây thì có thể dỡ ra được. Vâng. Nhất là cái là nó đơn giản thôi. Nhưng mà đây mình có đi này, rồi góc góc view thì đẹp. Thôi rồi luôn quý vị này. Chỗ này mà kê hai hàng bonsai chạy từ đây về đầu kia là cũng khiếp đấy. Góc góc view thì quá đẹp luôn quý vị. Lúc về làm khuôn này chú ở đan bắt cáo cái xong nhưng nó cũng cao lắm. Cao lắm nhưng nếu mà kê thì toàn thôi. Không gian rất là đẹp. Mấy chục mét vuông. Để nhìn ngắm thiên nhiên. Đây là anh Hùng inox này, vì anh sản xuất inox. Tất cả mái đây là inox hết quý vị nhé. Ui giời, tất cả inox hết. Của nhà làm ra mà. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đến thăm tư gia nhà anh Hùng inox, chia sẻ cho quý vị ngắm cái không gian vườn anh, không gian nhà anh, tư gia anh. Trong đó có một số những cái đồ vật dụng trang trí trong gia đình, đặc biệt là cái bể đá quý của anh. Bonsai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây.
Sadogi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.